Taylor rất là vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Taylor có cái món nước uống rất là ngon các bạn muốn giới thiệu cho các bạn. Cái món này gọi là sữa đậu xanh trân châu. Thì cái món này thì giống như mình uống kiểu giống như trà sữa các bạn, rất là ngon luôn. Bạn nào mới tới channel của Taylor, Taylor rất vui được làm quen với các bạn. Nếu như mà các bạn thích cái món của Taylor ngày hôm nay thì vui lòng bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Thì Taylor sẽ giới thiệu cho các bạn cái sữa đậu xanh với lại cái món chanh chao mình cần những nguyên liệu như thế nào. Thì ở đây Taylor có một cái 1 gallon sữa whole milk. Sữa whole milk thì Taylor mua ở chợ Mỹ nè các bạn, nó nguyên một bình vậy nè. Rồi 1 lon nước cốt dừa 14 oz. Taylor có 1 cup đậu xanh cà. Taylor đã ngâm nước khoảng chừng 2 tiếng rồi. Ở đây Taylor có 3 cup nước lá dứa đã xay. Taylor xay để không mất công tốn thời gian cho các bạn để xem Taylor xay. Taylor xay sẵn đây. Còn ở đây là 400g đường phèn các bạn. Cái này đường phèn này Taylor nấu đường phèn không, tại vì sẽ làm cho cái nước sữa đậu xanh của chúng ta rất là thanh, rất là ngon. Ở đây Taylor có lá dứa thì Taylor lấy phân nửa bỏ xay, còn phân nửa Taylor sẽ bỏ vô nấu chung với lại sữa cho nó thơm cái nước sữa. Còn cái chanh châu đen thì Taylor có đây là khoảng chừng 1 cup bột năng nha. Rồi mình cần thêm 1 muỗng canh gửi bột sô cô la, nó gọi là cocoa powder đó các bạn. Còn ở đây là 1 muỗng canh bột gạo. Ở đây Taylor có thêm 200g đường đen để mình làm cho cái chanh châu đen của mình nó ngọt ngọt đó các bạn. Ok, bây giờ lễ bắt đầu thì Taylor phải nấu cái đậu xanh này trước nè các bạn. Cái đậu xanh này nấu khoảng chừng 10-15 phút thì Taylor bỏ sẽ vô cái son này. Taylor khoảng bỏ khoảng chừng 1 cup nước các bạn. Cắt nước bỏ vô đây luôn. Mình sẽ nấu cái đậu xanh này khoảng chừng 15 phút đây các bạn. Taylor sẽ bỏ phân nửa cái sữa này vô cái son này nha. Một cái gallon này là khoảng chừng 3.78 lít các bạn. Thì Taylor vừa dùng phân nửa thì khoảng chừng 2 lít. 2 lít vô cái son này. Taylor sẽ dặn lửa rất là thấp các bạn để cho nó ấm cái sữa thôi. Mình không có để cho nó sôi nha các bạn. Để cho nó ấm cái sữa. Còn cái lá dứa này để nấu chung với cái sữa cho nó thơm. Rồi bỏ vô đó luôn. Đây các bạn, Taylor sẽ làm chân châu luôn. Thì sẵn đang đợi cái đậu xanh của mình nó chín thì Taylor sẽ làm chân châu. Ở đây là bột năng nè các bạn. Taylor sẽ bỏ bột coca vô đây. Mình sẽ trộn lên cho nó đều. Mình bỏ vô cái tô này nha. Taylor sẽ dùng cái máy để xay để nắn cái bột này. Ở bên đây thì Taylor có cái nồi nước sôi rất là sôi. Thì Taylor sẽ dùng khoảng chừng 80ml nước. Sẽ bỏ vào đây. Rồi. Nước đang sôi các bạn bỏ vô đây. Rồi mình sẽ quậy lên. Bây giờ mình sẽ dùng máy để quay bột thôi các bạn. Cho cái bột nó nhuyễn đi. Đây là các bạn, đây là cái cục bột năng mình mới đánh ra sau thôi. Bây giờ mình nhồi tay. Mình nhồi tay cho nó nhuyễn bớt. Thì sau khi Taylor nhồi tay xong thì Taylor bỏ vô cái này, cái bịch gói thực phẩm nè, cho nó đậy kín lại. Bây giờ mình làm cái đậu xanh bên này nha. Đậu xanh bên này chín rồi các bạn.
15 phút sau thì đậu xanh đã chín. Thì mình tắt lửa. Đây các bạn, thì là sẽ bỏ đường phèn vào cái nồi sữa này luôn, cho cái đường phèn nó tan ra. Bây giờ cái sữa nó hơi bắt đầu ấm rồi nè, bỏ đường phèn vô là nó dễ tan lắm. Cái sữa thì là mua là không có đường, cho nên khi mình bỏ đường vô á, các bạn để ý nha, nếu các bạn mua sữa có đường thì mình bớt cái lượng đường lại. Và bên đây thì là sẽ bỏ sữa, phân nửa sữa con trong trong cái bình này. Đây là sẽ bỏ đậu xanh và cái sữa này nè các bạn. Rồi mình sẽ xay ra. Đậu xanh nó còn nóng á các bạn. Mình bỏ thẳng vô cái sữa lạnh luôn không sao hết. Đừng có bỏ cái đậu xanh nóng vào cái máy liền. Tại vì cái nó làm sẽ làm đục cái lưỡi dao ở dưới cái máy mình á. Bỏ hết đậu xanh này vô luôn nha. Sẽ xay cái đậu xanh này cho nó nhuyễn ra. Các bạn coi lại, kiểm lại, các bạn thấy rất là mịn luôn nè, không còn một miếng đậu, không còn một miếng sát nữa, thì vậy là được các bạn. Thay là sẽ để qua một bên, rồi một chút nữa sữa có thể là xà bên đây soi hết, còn cái sữa này còn lại các bạn mình sẽ bỏ vô cái nồi này luôn. Đây là các bạn, mình xe ra rồi mình cắt học như nhỏ vậy. Rồi xong rồi mình sẽ xe nó tròn lại. Ok. Bây giờ mình gỡ cho nó đều ra nha. Gỡ cho đỉnh dính lại. Cho nó gời ra hết. Rồi các bạn có thể xe từng mấy cục giống như vậy nè, hoặc là các bạn có thể xe từng cục thì nó cũng nhanh. Mỗi cái là mấy bận gì đó. Rồi sau khi mình ve xong đã tròn hết rồi các bạn, mình bỏ miếng bột khô vô cho nó đừng có dính nhau. Các bạn thấy không, nếu mà không bỏ bột khô vô nó dính nhau đó. Mình ngắt nó ra lại. Mình tháo một tí bột khô giống vậy thì nó không dính nhau nữa. Rồi mình bỏ vô một cái tô một chút nữa làm xong hết và tông mình mới luộc. Ở đây là cái nước đường nâu thay là đã nấu rồi nè các bạn. Thay là bỏ khoảng chừng một cup nước vô. Thay là nấu. Bây giờ nó tan hết rồi. Bây giờ mình luộc chân trâu nha. Rồi cái nâu nước cốt dừa. Bây giờ cái nồi sữa thay là đã nóng rồi cái đó các bạn. Nóng sơ sơ rồi nè. Thay là chỉ để lửa rất là low hoặc là rất là thấp, để cho nó có cái hơi nóng lên thôi. Bây giờ mình sẽ bỏ nước cốt dừa vô. Nên là sẽ bỏ hết một lon nước cốt dừa này vào cái lon sữa này, cái nồi sữa, để cho nó nóng lên luôn các bạn. Đây các bạn, thì là sẽ bỏ một tí muối vô để cho nó dịu cái đường lại, nó đậm đà hơn đó các bạn. Thì là nấu cái đường phèn này á, bây giờ cái mùi cái nước rất là ngon luôn các bạn.
Bây giờ thay là đợi cho cái nước này nó nóng lên một tí nữa rồi thay là bà sẽ bỏ đậu xanh vào rồi mình nấu tiếp nha. Và các bạn bây giờ sữa đã nóng rồi nè các bạn, bây giờ mình bỏ đậu xanh vô nha. Đậu xanh vô mình nấu chung luôn. Wow, một nồi sữa rất là to, rất là thơm luôn các bạn. Cũng dặn lửa nhỏ nha các bạn, nhỏ thiệt nhỏ nha, để cho nó nóng cái sữa với lại cái đậu lên thôi, mình không có cần phải sôi. Giờ nó không, nếu mình mở lửa nhỏ nó cũng không có dính tích nồi nữa các bạn. Cái nồi của mình nó không có đóng ở dưới. Nè các bạn thấy rất là mịn, rất là béo luôn, rất là ngon. Bây giờ mình để cho nó nóng tiếp tục nha. Xong rồi các bạn, bây giờ mình bỏ chanh trâu cho mình luộc. Rồi khi các bạn bỏ vô thì các bạn lấy cái muỗng hay cái đũa gì á, các bạn đụng cái đáy nồi nè để cho mấy cái cục chanh trâu của mình á nó nổi lên, tại vì khi mà nếu mà các bạn không đụng á nó sẽ dính với cái đáy nồi rồi nó sẽ khét. Rồi mình để cho nó nấu lửa lên tim khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nha các bạn. Các bạn bây giờ cái nồi sữa của mình đã nóng lại rồi. Bây giờ mình bỏ luôn nước lá dứa vào đây nha. Cái nước lá dứa này nó làm cho cái sữa của mình có cái màu xanh rất là đẹp. Cái màu xanh rất là tự nhiên luôn các bạn. Rồi khi mà mình bỏ nước lá dứa vô, mình sẽ đợi cho nó nóng lại nữa. Là mình không có đợi, cần phải đợi cho nó sôi nha các bạn. Mình chỉ cần cho nó nóng lại là ok. Rồi các bạn thấy cái màu xanh xanh sơ sơ nè. Đây nè các bạn, cái lá dứa của mình bây giờ nó cũng đã héo rồi nè các bạn, nó vàng vàng rồi nè. Khoảng chừng đợi chút xíu, khoảng chừng 5 phút nữa là mình tắt lửa nha. Tay của mình nó cũng sôi lăn tăn nè các bạn. Mình khoảng đợi khoảng chừng 10 phút nữa mình mới lấy ra được. Ok các bạn, chân trâu của mình bây giờ cũng là xong. Mình tắt lửa. Mình có cái thau nước đá ở kế bên cạnh. Mình sẽ vớt chân trâu ra và bỏ vô cái thau nước đá này. Vớt cái chân trâu ra. Bỏ vô thau nước đá thì nó sẽ làm chân trâu dẻ lại các bạn. Thì nó trong lại rất là đẹp. Rồi xong sau đó mình phải đi ngâm cái nước đường đen nãy thay là nấu đó. Rồi các bạn, chân trâu của mình đã lạnh rồi. Bây giờ mình bỏ vô nước đường nha. Mình ngâm nước đường. Mình ngâm nước đường để cho cái chân trâu nó ngọt. Mình ngâm vô đây khoảng chừng 20 phút nửa tiếng vậy đó các bạn. Còn cái sữa thì thay là sẽ để cho lạnh, thay là uống lạnh với lại với chân trâu này. Và sữa đó thì các bạn có thể uống nóng hoặc là lạnh, thì thay là sẽ đa uống lạnh khi này, tại vì chân trâu ấy thì uống lạnh ngon hơn. Các bạn nhìn thấy sữa đậu xanh của thay là không? Wow, quá trời nhiều luôn á. Đây thay là có một ly sữa đậu xanh, thay là bỏ chân trâu ở dưới nè. Bây giờ thay là uống cái này nha. Rồi thay là có bỏ đá trong đây. Không biết chân trâu của mình có hút qua cái nổi cái ống hút này không nữa nè. Ok, giờ uống thử nha. Ngon quá các bạn ơi, rất là thơm. Thay là nấu cái vị ngọt vừa đủ để có thể bỏ đá thêm mà vẫn không bị lạc nha các bạn. Cái này để lạnh ăn uống rất là ngon. Chân trâu thì rất là mềm, rất là dẻo. Cái mùi đường ngọt thơm thơm lắm.
rất là thơm, làm ở nhà thì nó thơm hơn các bạn. Ngon quá. Cái đường phèn mà nấu cái sữa này á các bạn, nó ngọt thanh mà nó không có cái không có vị chua, uống rất là dễ uống, rất là thanh mát luôn nè. Ngon quá. Đây nè các bạn, thay là bỏ vô cái chai nhỏ nhỏ này. Cái này rất là tiện khi mình đem đi làm uống, hoặc là mình đem vô xe uống cũng rất là tiện các bạn. Cái chai nhỏ nhỏ này thì cái này là mấy cái chai mà thay là uống cà phê của Starbucks các bạn, thì lấy cái giữ mấy cái chai lại rất là dễ thương. Ở đây thay là cũng có cái chai này 32 oz, còn cái này 11 oz thì rất to. Mấy cái này thì để vô tủ lạnh mình uống ở nhà, còn mấy cái nhỏ nhỏ hay mình xớt ra mình đem vô chỗ làm hoặc là đem vô xe mình uống rất là tiện các bạn. Ở nhà thì uống cái mấy cái này rất là tốt cho sức khỏe, tại vì mình nấu tự nhà mình nấu á. Thì các bạn nếu mà các bạn có cơ hội hoặc là có dịp thì các bạn nấu thử cái sữa đậu xanh của Taylor ngày hôm nay, thì mong rằng các bạn thích cái sữa đậu xanh này. Thì nếu mà bạn thích thì nhớ bấm like nha và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần tới. Bye bye.